tiếp lao vào đầu ô tô sau khi giật túi sách. Ngày 18 tháng 7 tại khu vực quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Nguyễn Công Xuân, 34 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc, đã lao xe vào đầu ô tô trên đường Ngô Quyền ngay sau khi tên này vừa giật túi sách của hai cô gái. Xuân liền bị người dân xung quanh khống chế. Tôi đang ngồi uống nước thì thấy có hai người phụ nữ bước từ trong tiệm vàng đi ra, thì trên tay cầm một cái túi sách. Thì là hai người phụ nữ ngồi ở trên xe đạp điện. Thì tôi thấy như vậy thì tự nhiên trong đầu tôi nảy sinh ý định là giật cái túi sách đó. Thì tôi đi theo hai người phụ nữ đấy đến chỗ số nhà 83 Ngô Quyền. Thì tôi lật cái túi đặt ở trên nòng của hai người phụ đó, và đi được 200m thì tôi hoảng loạn thì tôi đâm vào xe ô tô và bị người dân bắt giữ. Đang chở khách trên đường thì đi thì không biết là tình huống như thế nào, thì người ta đi đâm vào thì xuống xe thì mới biết là cướp. Người ta hô cướp như là người ta cướp thì mình túm lại, họ va chạm vào xe, họ làm ra đường luôn. Xe thì bị vỡ hết đằng trước đấy. Tài sản bị cướp bao gồm có một chiếc iPhone 14 Pro Max và một số tiền mặt. Bước đầu, nghi can này khai nhận có chơi cờ bạc và hiện đang nợ gần 10 tỷ đồng. Xuân đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt tạm giam vì hành vi cướp giật tài sản.